ังมันเพี้ยไงยังเด็กไก่วันเพี้ยไงไก่วันเอ้ยแต่ฉันbáo cho đại quân một tin mừng là tiểu đệ Trần Minh của đại quân đã đổ trạng nguyên rồi để đã đổ trạng nguyên mà sao trạng nguyên lại ăn mặc như thế này đại quân để ngày tìm lại trọn vẹn thắm tình ngày đưa tiền của hai thằng bán nghèo xót rượu dặn dò nhau áo bảo trạng nguyên là biển rộng sông sâu để ngăn cách lối bờ kỳ sanh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh thì để chờ ta về lắm nha. Đại quân đi đâu vậy? Ta đi mua rượu. Đây có rượu sẵn đây rồi. Nhưng đại quân, đây không phải là rượu trắng hay rượu tù, mà rượu này để đã ghé mua trong một quán nghèo ở gian đường. Hiền đệ, để bây giờ đã là trạng nguyên mà còn uống được rượu quán nghèo à? Uống được chứ đại quân, rượu quán nghèo nhân nồng nàn hương về xanh chánh cần tay nắng mài chế cây mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn ý thâm tình. Ta uống đi. Những nhân sinh khó lắm ân
những lớp người ấy thường bị già đạp rẻ kinh, bởi bọn áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước, mà giờ này đấy để đã dâng thân vô xin trân trọng nhận trên tay nhành lúa mới thơm hoa, và tâm nguyện sẽ ghi nhớ lòng tạm biệt đại huynh.